Jordan đang để ngỏ mọi khả năng nhằm đáp trả việc Israel không phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự khi tăng cường bắn phá dải Gaza. Tuyên bố trên được Reuters dẫn lời Thủ tướng Jordan Bissel al-Khassaneh hôm 6 tháng 11. Thủ tướng Khassaneh lên tiếng, Jordan đang để ngỏ tất cả lựa chọn nhằm đáp trả việc Israel không phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và dân sự khi tăng cường bắn phá dải Gaza. Họ đang mở rộng tấn công sang các khu vực an toàn và cả xe cứu thương. Tuyên bố của Thủ tướng Jordan không nêu chi tiết những bước đi mà Jordan sẽ thực hiện để đối phó Israel. Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Jordan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này triệu hồi đại sứ từ Israel. Mục đích của Jordan là nhằm phản đối cuộc tấn công trả đũa Hamas của Israel vào dải Gaza. Jordan tuần trước cũng tuyên bố đại sứ Israel đã rời thủ đô Amman ngay sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10 và ông này sẽ không được chào đón quay trở lại. Israel phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu dân sự ở các khu vực đông dân cư. Họ cho rằng Hamas đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống, đào đường hầm bên dưới các bệnh viện và sử dụng xe cứu thương để vận chuyển các tay súng của mình. Bộ Ngoại giao Israel trong một tuyên bố cũng cho biết mối quan hệ của nước này với Jordan có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai bên. Israel cũng lấy làm tiếc về những tuyên bố mang tính kích động từ lãnh đạo Jordan. Jordan và Israel đã ký hiệp ước hòa bình năm 1994. Các nguồn thạo tin cho biết Jordan đang xem xét lại mối quan hệ kinh tế, an ninh và chính trị với Israel. Jordan có thể đóng băng hoặc tạm dừng một phần hiệp ước hòa bình với Israel nếu xung đột ở Gaza trở nên tồi tệ hơn. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, bất cứ hành động nào thúc ép người Palestine chạy qua Jordan, Jordan có chung biên giới với khu bờ Tây, sẽ là lằn ranh đỏ tương đương với lời tuyên chiến. Liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas, theo Reuters, cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas đã khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng và 242 người bị bắt làm con tin. Số người Palestine thiệt mạng đã hơn 10.000, trong đó có 4.104 trẻ em và trẻ vị thành niên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 6 tháng 11 cho rằng dải Gaza đang trở thành nghĩa địa của trẻ em. Israel cũng cho biết 31 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi họ mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza vào ngày 27 tháng 10, đồng thời nhắc lại rằng Hamas đang ẩn náu cùng dân thường và tại các bệnh viện. Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi ở Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công mới bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel trong các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Theo Houthi, các căn cứ quân sự và sân bay của Israel đã phải tạm dừng hoạt động.